Xin chào các em, chúng ta sang bài mở số ID là 129. Bài toán này thầy minh họa lại cái đề năm 2021 của các bạn sinh năm 2003 để các bạn sinh năm 2004 chúng ta có cách nhìn và làm tài liệu. Cũng tiện thể ở đây có những bạn thi đợt 2, các bạn có thể tham khảo và học thật kỹ các dạng toán này, bởi vì thi đợt 2 nó sẽ tương tự cái đợt 1 và lợi thế chúng ta rất là nhiều. Thế thì bài toán này cực kỳ quen thuộc. Thầy nói luôn là quen thuộc. Cái đề năm nay người ta phân hóa học sinh tương đối hay. Thầy nghĩ tương đối hay. Thế thầy có là C4H10 cracking. Các em có luôn viết đơn giản thôi là alkan và hydro. Và dưới này là alken. Đó. Khi dẫn qua brom dư thì alken chui vào bình brom, phản ứng với brom. Phần bay ra của thầy chính là alkan và hydro. Đốt cháy phần alkan và hydro này của thầy thì oxy của thầy cần là 0,28 mol. Sản phẩm thu được là CO2 và nước. Thế thì cái bài toán này các em lại phải dở lại các món võ về bài toán cracking. Đó. Thế brom của thầy ở đây phản ứng tối đa là amon. Amon. Thì các em chú ý thầy một điểm là thầy có luôn có là số mol brom phản ứng bằng số mol của alken tạo ra. Mà số mol alken của thầy thì lại bằng số mol của hỗn hợp gồm có alkan và hydro, người ta gọi là quan hệ mol. Và số mol alken này của thầy và số mol alkan này thì bằng lại số mol khí tăng bằng hỗn hợp, thầy gọi là hỗn hợp này hỗn hợp A trừ đi C4H10 ban đầu. Trừ đi C4H10 ban đầu. Tức là đây gọi là quan hệ mol. Bắt buộc phải biết được. Đó, để em ốp cho thật nhanh. Thứ hai là quan hệ về khối lượng. Đó là bảo toàn khối lượng. Các em hình dung là M của C4H10 phản ứng ban đầu ấy, gọi ban đầu đi, bằng M của A. Đây là hiển nhiên. Và một điểm nữa là oxy đốt C4H10 ban đầu, C4H10 ban đầu thì bằng oxy đốt alken cộng với oxy đốt alkan và hydro. Alkan và hydro. Hay nói nôm na là đốt C4H10 ban đầu chính bằng đốt A, chính bằng đốt hỗn hợp A. Những cái này các em phải nắm thật chắc. Đó. Và nghiễm nhiên là không thể quên được phần dồn chất rồi, quy đổi rồi. Cái này là cái mà bắt buộc các em khi đốt cháy các em phải để ý cho thầy. Thì đấy là những cái thông tin đầu tiên mà thầy nhắc lại để những bạn nào đó thi đợt 2 chúng ta ôn lại. Và những bạn cũng có thể ở đây, những bạn lớp 11 chúng ta bắt đầu học xong rồi và các em cũng phải xem lại. Thế ở đây thầy có xử lý luôn để các em thấy xem là cách xử lý áp dụng nó như thế nào trong phòng thi để chúng ta có thể là tự tin được. Ở đây thầy sẽ trình bày theo đúng lối mòn để các em hiểu đã. Còn nếu vào phòng thi các em bỏ qua rất nhiều bước, gần như chỉ là bấm máy tính thôi. Còn nhát chúng ta nhát trực tiếp trên đề. Đó, viết số liệu trên đề luôn. Để sau này nếu giả sử có muốn kiểm tra lại thì các em không phải bấm lại số liệu nữa nhá. Tất cả các số liệu các em bấm ngay trên đề thầy. Nào bây giờ thầy xử lý bài toán này để các em có thể tham khảo. Thứ nhất, các em thấy khối lượng bình tăng chính là khối lượng của alken chui vào. Vậy alken của thầy có khối lượng là 9,52 gram. Và alken thầy dồn thành CH2 thì số mol của nó sẽ bằng, lấy 9,52 các em chia 14, ok, bằng 0,68. Từ đó thầy suy ra oxy đốt cháy alken sẽ bằng chia 1,5 bằng ô sao lẻ đấy nhỉ, thầy kiểm tra lại xem nào. 9,52 chia 14 bằng 0,68, à xin lỗi, nhân 1,5, nhân với 1,5 thì ra oxy bằng 1,02 mol. Đốt cháy CH2 thì oxy gấp 1,5 lần. Thế thì suy ra là tổng oxy của thầy, oxy tổng sẽ bằng, các em lấy 1,02 cộng với 0,28 bằng 1,3 mol. Thì oxy tổng này chính là oxy đốt cháy C4H10. Bởi vì đốt cháy C4H10 bằng đốt cháy A, suy ra thầy có luôn là C4H10 oxy đốt cháy nó là 1,3, thầy chia cho mở ngoặc 4 cộng với lại 10 trên 4
Đây là công thức của oxy rồi, thầy không nói lại nữa. Rất đẹp luôn, 0,2 mol. Như vậy xong rồi. Đến đây mọi việc xong hết rồi. Chúng ta có số mol. Số mol hỗn hợp này của thầy biết chưa? Ở đây thầy có số mol hỗn hợp là bao nhiêu? 0,47 đúng không? Đó. Các em có số mol này. Có số mol này. Các em thấy số mol khí tăng chưa? Như vậy thầy dùng quan hệ mol. Quan hệ mol tức là số mol khí tăng thì tìm được A. A sẽ bằng 0,47 trừ 0,2. Kết quả bằng 0,27 mol. Rất là rõ ràng nhé, không có gì lừa đảo hết, rất cơ bản. Đáp án thầy có đáp án B.